chúng ta cùng xem hai chị gái miền Nam hát với hai trai đồng mỏ nhé.
Đằng sau mặt trời chiếu vào mờ lắm. Đứng chéo qua đây đẹp hơn nè. Các chú đứng mặt trời chéo vào đằng sau thì đẹp hơn.
Đấy, như thế thì đẹp nhá. Thấy cảnh đằng sau cũng đẹp mà. Cái mặt trời và chiếu vào đằng sau không nhìn thấy gì. Đấy, chú các đây, cháu lên, cháu lôi chú ra nhá. Đấy, thế này nó không chiếu mặt trời và nó rõ lắm. Thôi 10 phút nữa. Phải nữa. Người quen. Người quen á. Xin mời quý vị các bạn cùng đến hội Háng Kỳ Lừa nhá. Háng Khao Lừa 12 tháng 2 đây ạ. Đây các sao báo đang ngồi happy đây rồi, nhiều lắm rồi. Ây ơi, còn uống rượu nữa. Sang đây xem các chú đông mỏ hát một tí nào. Hai chú đông mỏ này rình mãi bây giờ mới xuất chiêu đây này. Hát lâu rồi mà. Lâu chưa? Lâu lắm rồi, không quay. Bây giờ lại quay nhá. Thank you.
về ta bồ đề lê ta si đề Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sa bô long lia mi oi lu Thank you.
phú la bè bè phát phố bố du lô lê a mi du lô cháu được 30 rồi, cháu được 30 rồi. Đi hát đi, để bọn anh xin quay mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa cho anh luôn. Mình lên máy đây tiên sinh ơi, hai cô không hát rồi. Không phấn giả bao thôi. Phấn giả bao nào, mà các bạn thí đây. Mà các bạn thí đây. Cháu cảm ơn nhé.